Cải cách hát ca theo tiến bộ. Lương truyền tuồng tích sánh văn minh. Sân khấu thiêng liêng hồn dân tộc. Nội bước cha ông giữ nghiệp nghề. Giữ nghiệp nghề. Linh rất vui và rất hân hạnh được gặp lại quý khán giả của chương trình Ngọc Trong Tim. Hà Linh mến chúc gia đình mình luôn bình an, mạnh khỏe. Chúc cho công việc của mọi người luôn thuận lợi và mong mọi người luôn ủng hộ chương trình Ngọc Trong Tim. Trong cái ngày không khí ngày giỗ tổ này, anh là người không phải là con nhà nòi, có nghĩa là ông nội, ông ngoại, bố mẹ hoặc là anh chị em làm nghề và chỉ có mình anh làm nghề thôi. Thì em có khái niệm ngày giỗ nghề của mình như thế nào trong những ngày đầu tháng 9 là tháng 8 ta? Dạ thì cảm nhận của em về cái ngày lễ giỗ tổ đó là một cái ngày về nguồn, một cái ngày đền ơn đáp nghĩa và một cái ngày để mà mình kính tưởng nhớ đến những cái công ơn của những bậc tiền bối đi trước, của tổ đã truyền cho mình cái ngày này để mà mình kiếm sống cũng như là phục vụ khán giả. Thì bên gia đình em thì cũng được tới 4 đời theo nghề rồi. Sắp lại đời ấy em nhắc lại thưa cho anh biết. Ông ngoại em á là ông Năm Lưu Hoàng Nghĩa. Bà ngoại em là bà Bầu Thơ. Là đời thứ nhất. Đời thứ nhì thì có cậu hai Nguyễn Hữu Thình. Mẹ Thanh Nga. Cậu Lưu Bảo Quốc. Rồi cậu Chí Tiên nữa. Rồi tới đời thứ ba thì bây giờ lớn nhất là có anh nghệ sĩ Hữu Châu. Rồi tới Hồng Loan. Rồi mới tới em. Còn có anh Hữu Lộc nữa. Nhưng mà anh Hữu Lộc thì mọi người cũng biết rồi, anh vắng số rồi. Thì tiếp nữa đó, đời thứ tư là cháu em á, là cháu nội của cậu Bảo Quốc. Là Gia Bảo. Em đã từng có dịp đóng với lại con của Gia Bảo rồi. Hay quá. Nhưng mà ở ngoài thì kêu em bằng ông, nhưng mà trong cái kịch truyền hình á thì kêu em bằng ba. Cũng vui lắm. Phải nói là thưa quý vị, trong cái ngày giỗ tổ của anh em nghệ sĩ chúng tôi, không những là riêng về cải lương mà ca nhạc nè, về kịch nè, về điện ảnh, về hát bội, hát chèo, xiếc, nói chung về bộ môn sân khấu điện ảnh và bộ môn nghệ thuật thứ bảy, thì phải nói là đây là ngày vui như là ngày Tết vậy. Coi như là nguyên tháng nguyên tuần đó là đi chơi hết, đi thăm đoàn này đằng kia, mà không đâu vui bằng ở tại Việt Nam. Và tại vì các sân khấu đều dành cho ngày giỗ tổ rất là vui. Trong ngày giỗ tổ này thì nhiều anh em nghệ sĩ là một cái linh thiêng về tổ nghề, nhưng mà anh nói là đối với anh, không biết đối với em sao, tổ nghề là những người tiền bối, những người đã quá cố, những người bậc đàn anh đàn chị đi trước đã hy sinh, đã truyền lại dạy nghề, thậm chí những người đã hy sinh về nghề nghiệp. Thì đó là những tấm gương, những bài học cho mình. Thì trong dịp này anh em mình tới thăm bố mẹ, thì em có thể chia sẻ mỗi lần em lên đến chùa nghệ sĩ, chắc là không kể xiết, thì cứ mỗi lần lên cái cảm nghĩ em như thế nào, em có thể chia sẻ thêm cho chương trình này. Thật ra mỗi lần mà em lên thăm bố mẹ, hay là nói đúng hơn là lên thăm nghĩa trang nghệ sĩ, tức là chùa Nhật Quang Tự, thì khi em lên nhà giống như là em nghĩ đó là nhà của bố mẹ mình. Giống như mình về nhà thăm lại gia đình, thăm lại bố mẹ. Nên cảm giác em nhiều khi có những cái công việc hay là có những cái vướng mắc ở ngoài đời, hoặc có những chuyện buồn của cuộc đời hoặc chuyện buồn của nghề. Trong khi mình lên trên chùa thì thứ nhất là theo về tâm linh, về đạo Phật đó, thì mình cũng đã buông bỏ rồi, mình bỏ bớt. Cái thứ nhì là lên thăm bố mẹ thì giống như người con về thăm bố mẹ mà. Đôi khi á, mình cũng muốn lên gặp bố mẹ tâm sự, nhưng em nghĩ thôi chuyện gì nó cũng sẽ qua. Mỗi lần lên đây là thường thường vui buồn là lặng lẽ lên đây một mình hay sao? Em thì đi lên thăm bố mẹ thường đi mình. Còn khi nào mà gia đình rảnh nữa, như con nó nghỉ học hay là gì đó, thì mới dẫn nó lên. Còn thường là em thích đi một mình. Em có kể lại con về câu chuyện của... Có. Con em bây giờ hai đứa nhỏ nó biết rồi. Nó biết rồi. Nó có cái năng khiếu gì không em? Con em hả? Nó chỉ có năng khiếu vẽ thôi. Ôi, cũng là nghệ thuật đó. Dạ. Cũng rất vui hai anh em mình.
Cảm ơn Linh nhiều lắm. Dạ. Dạ. Chào cô. Dạ, bác đây là... Để tôi tự giới thiệu. Tôi là ba của thằng Đạt. Còn cô có phải là cô Trang? Người mà có cái biệt danh là Trà Hoa Nữ đó phải không? À, dạ cháu mời bác ngồi đây. Dạ, xin phép bác cháu đi chăm trạng. Không cần. Tôi muốn nói chuyện với cô hơn. Cô ngồi đi. Dạ cháu không dám bác à. Mời cô ngồi. Dạ cháu. Cô cứ ngồi đi. Có phải à, cô đã sắp đặt cho thằng Đạt rời khỏi nhà? Dạ. Tốt lắm. Có nghĩa là cô sẽ biết rằng tôi sẽ tới đây. Dạ, anh Phương có nói với cháu. Vậy thì cô có biết rằng tôi tới đây để làm cái gì không? Dạ, cháu không biết bác à. Cô nè. Dạ. Thằng Đạt á, nó là một đứa còn cha còn mẹ. Hôn nhân của nó phải do cha mẹ của nó sắp đặt, chứ nó đâu có phải là cái thứ chết cha chết mẹ, cái thứ hoang đàn liêu lỏng đâu cô. Dạ, nhưng bác ơi, cháu xin bác hãy hiểu cho tâm hồn của cháu hiện nay bác à. Cháu tâm hồn, cái thứ gái bao điếm đàn như cô ở cái đất Sài Gòn này, ở cái đất Sài Gòn này ai có tiền mà cô chưa từng chung trả. Vậy mà cô đem cái tâm hồn thối nát của cô ra. Cô đem cái tâm hồn thối nát của cô ra để mà khua môi múa mép với tôi hả? Xin lỗi bác. Nếu bác không phải là ba của anh Đạt thì bác không thể nào đứng ở đây để mà nắng nhẹ người à. Ta thật lòng là tôi không mà tôi không thể chịu được lời đóng cay. Xin lỗi bác, anh Đạt á, anh có cái quyền riêng tư, còn cá nhân tôi cũng có cái quyền được yêu và được lựa chọn bạn đời, mà không ai có quyền cấm ngăn. Dẫu trong mắt bác tôi là một con điếm bị rẻ khinh lang dạ khắp đất Sài Gòn, gặp anh Đạt rồi tôi đã chứa sạch tâm hồn với mối tình chân quý. Điếm mà mày đặt nói mình còn chinh anh, cái tình yêu của cô đã phá nát cả một gia đình. Trời ơi, vậy mà còn đứng trước một đôi hổn hào, cái thứ mà lầy lội nhuốc nhơ. Cô có biết không, cái chuyện tình cảm của cô, cái con người cô, trời ơi, cô qua tay biết bao nhiêu người đàn ông rồi. Ông đã giết chết một mối tình, nhẫn chìm con thuyền yêu vừa qua cơn giông bão. Vậy thì với bản lãnh của một con điếm, tôi sẽ làm cho anh Đạt phải chết. Tôi không bằng tâm hồn của tôi, nhưng chỉ bằng thể xác mà thôi. Cô dám? Tôi có thể buộc anh Đạt
ruồng bỏ gia đình để theo tôi. Tôi cũng có thể biến anh trở thành một tên cướp. Tôi cấm cô. Bác nghĩ sao? Bác nghĩ sao? Cô, cô Trang à, tôi bác Trang à, bác xin lỗi con Trang, xin lỗi vì những lời vừa xúc phạm đấy con, nhưng mà con phải hiểu cho hoàn cảnh gia đình của bác, vì bác quá nóng giận cho nên là bác đã buông lời xúc phạm con như vậy. Nhưng mà con ơi, con hãy tha thứ cho bác đi con. Con có biết không? Đúng rồi. Má thằng Đạt, vì quá nhớ thương con mà bây giờ nó trở thành điên loạn rồi. Suốt ngày nói cười, đi ra đi vào, thơ thẩn ngẩn ngơ, thậm chí còn trốn ở trong một góc kẹt tối tăm mẩm đắp nữa. Con ơi, bác sợ là ma thằng Đạt sẽ chết vì điên loạn đó con. Ở đây là những cái các vị chủ trì. Dạ. Có sư ông của em Thích Từ Bạch á. Đâu em? Dạ đây, sư ông của em. Đây hả? Em Quy Y, dạ đây. Em Quy Y lúc em 6 tuổi á, là sau khi bố mẹ mất á, thì là em Quy Y sư ông. Dạ. Sư ông mới tịch đây hay lâu rồi? Lâu rồi anh. Dạ. Sư ông là chủ trì của chùa Miễn Sành. Dạ. Chùa An Phú ở bên quận lúc, 8. Lúc đó là làm lễ bên đó. Dạ, em Quy Y bên đó. À. Đâu em nhận ra bây giờ để này thôi, gọn sạch sẽ. Nhận ra bố mẹ để đâu không? Hồi trước thì để bên kia. Tôi em biết, còn bên em là đồ thiền thánh. Đó, mẹ thiền thánh ở trên. Kính thưa quý vị, sở dĩ thành lễ gọi má Bảy Phùng Há bởi vì tất cả anh em nghệ sĩ rất kính trọng người nghệ sĩ lão thành, coi như là tổ sống trong làng nghệ thuật. Con xin hỏi má Bảy, má Bảy dạy dỗ cho con cũng như là một số anh em nghệ sĩ là làm thế nào một người nghệ sĩ được khán giả thương mến mãi mãi suốt cuộc đời. Cái đó thì cũng dễ thôi. Bởi vì mình nói cho đúng á thì không có, mình không có tài gì mà khán giả thương cái tấm gì vậy, nhưng tôi có cái tấm là hay làm, là còn đang làm thì cũng lo cho các anh em già, cho có cái chỗ nào để cho anh em mà khi già nương dựa, và còn có cái chỗ nào mà xứng đáng thì nhường cho anh em khác làm. Mình không có ham cái gì cả, mình thấy là ai mà được gì thì cũng nhờ. Nếu nói theo chúng tôi là đạo Phật thì nhờ ơn trên và khán giả thương, vì mình chỉ có chút đỉnh nghề mà làm cái gì cũng làm được. Các khán giả vừa lọc hồi nhỏ thì diễn là được khán giả thương, bây giờ lớn tuổi khán giả lại càng thương, và thấy mình cứ làm công việc cho nghề, cho cái giới của chúng tôi. Và con cũng chúc má Bảy lúc nào cũng khỏe mạnh. Cảm ơn. Hôm nay thì lễ là chùa nghệ sĩ và món quà mà anh để mang về hải ngoại trong ngày
dỗ nghề hàng năm cũng như là mỗi lần sân khấu hoặc trong tim tổ chức, Thành Lễ được hạnh phúc một món quà của em Hà Linh, là con trai độc nhất của cố nghệ sĩ Thanh Nga, và em đã tặng tấm hình mẹ của em tại chùa nghệ sĩ. Đây, nhưng mà em nghĩ cái này là mẹ muốn, em muốn không được. Dạ, dạ em cảm ơn em. Cái việc nó tới rất là ngẫu nhiên luôn anh. Nhiều khi mình có nói, rất là nhiều người nói với em đó là mẹ Linh lắm với cái nghề. Nhưng em không dám, phát ngôn về cái chuyện đó, nhưng ngày hôm nay em thấy rõ ràng luôn. Em mong muốn, trong tấm lòng của em mong muốn là muốn tặng anh một tấm hình của mẹ. Bây giờ tự nhiên lên chùa lại có tấm hình của mẹ để tặng cho anh. Em cảm ơn bé Linh. Dạ. Con xúc động lắm. Cứ về ơi Thành Lễ được cô Thanh Nga bên cạnh để mang về Hoa Kỳ. Cảm ơn bé Linh, cảm ơn anh. Cảm ơn. Thì em có gặp một trường hợp nào mà em thấy mà họ không có tin tưởng, hoặc là bị một trường hợp mà em nhớ nhất là bị tổ phạt hay là một cái gì xui xẻo xảy ra không? Dạ không, thật ra thì may mắn là em thấy hình như là ở Việt Nam mình á, thì các sân khấu đều có bàn thờ. Dạ. Cái may mắn, thậm chí những cái sân khấu của mấy đứa em, mấy cái lô tô xô hoặc là mấy sân khấu đại nhạc hội thì họ vẫn có cái bàn thờ. Đúng vậy. Thậm chí ở những cái cơ quan nhà nước thì vẫn có cái bàn thờ tổ. Ồ, hay quá. Thưa quý vị, tổ đây là không phân biệt là đó là đạo Phật hay đạo Chúa hay là tôn giáo khác. Đây là một cái tổ nghề. Có một nghệ sĩ cũng hiện nay rất là nổi tiếng và là bậc đàn anh. Anh hay nói là Lễ là anh em nghệ sĩ quen kêu là tổ nghiệp. Thiệt sự ra là nghề nghiệp, nhưng mà đúng ra là tổ nghề đúng hơn. Nghiệp thì nó không đúng bằng phạm cho lắm. Nên anh đã dặn Lễ ơi, em có về hải ngoại thì mình nên để cái chữ tổ nghề. Thì nghề để dạy mình nghệ thuật chứ không phải nghiệp. Không có nghiệp, nghiệp nó là một trái ngược. Rất là hay. Và phải nói là về Việt Nam thì Thành Lễ được may mắn là được gặp các bậc đàn anh, đàn chị, các đàn em, và vẫn học bây giờ này vẫn còn học, cái gì không học trường lớp nhưng mà vẫn học được ở ngoài đời và đi coi các bộ môn khác để mình trau chuốt cái nghề. Tại vì mình còn yêu nghề, mình còn làm nghề thì mình phải cố gắng. Em có đôi lời chào khán giả Ngọc Tung Tim. Dạ, Hà Linh rất vui khi được gặp lại quý khán giả của Ngọc Tung Tim. Linh mong muốn rằng qua những cái chương trình này, Linh sẽ được hợp tác nhiều hơn với chương trình Ngọc Tung Tim mà đại diện là anh Thành Lễ. Dạ, thì mong rằng quý khán giả cũng luôn ủng hộ và luôn động viên, nói chung là giúp cho chương trình có thời gian tồn tại nhiều hơn để giúp đỡ những hoàn cảnh khác. Có cha mẹ nào sách con ra mà không muốn cho con mình có công danh để gì? Đúng. Được hạnh phúc bên người vợ hiền, môn đăng khổ đuối. Hơn nữa, gia đình của hai bác đây là gia đình danh gia, cả vùng đều biết tiếng. Đúng rồi con. Nên cháu hiểu, hai bác cũng muốn anh đạt cưới vợ sao cho hai họ. Đúng rồi con ơi, đúng rồi. Cầm bạc cưới cháu thì sẽ mang nhút nhớ nguyện rủa của người đời. Nhưng bác ơi, nhân danh là người danh giá diện toàn đạo đức, cháu xin bác hãy dạy cho cháu lẽ phải điều hay. Bác hãy nhìn đi, đôi tay này cháu chưa từng làm lụng để mưu sinh, vì người đời luôn cúng phụng mỗi khi cần đổi trao nhan sắc. Vậy mà nay vì con của bác, đôi tay này suốt ngày cần lao mai giá theo thua. Con ơi, bác biết bác rất quý trọng tình cảm con đã dành cho Đạt. Bác biết con thương Đạt nhiều lắm, nhưng con ơi, con thương nó thì con hãy làm ơn, con hãy buông tha cho thằng Đạt đi con. Con hãy vì nó mà con buông tha cho nó đi con ơi. Bác ơi, tim con rung động thật lòng khi yêu anh Đạt mà bác. Không phải vì anh là bậc công tử danh giá giàu sang đâu bác à,
con nữa. Con chưa một lần che đậy dị dạng sâu xa. Con xin bác hiểu rằng giữa chúng con yêu nhau, đến với nhau bằng tâm hồn chân thật, và yêu nhau tình yêu tha thiết trong lòng. Con đã hứa với anh Đạt với bác là sẽ trở thành một người vợ hiền ngoan, tần tảo bên chồng lo con khôn lớn. Và con cũng hứa ngày ngày thay anh Đạt phụng dưỡng đất sanh thành cho tròn đạo dâu con. Nhưng mà con ơi, cái chuyện dâu con á, trời ơi, bây giờ làm sao thế? Con ơi, bác biết là con thương thằng Đạt nhiều lắm, nhưng mà con ơi, con có thể nào con buông tha cho thằng Đạt được không con? Con phải xa rời nó con ơi, bằng không á thì nếu con vẫn quyết tâm không rời xa thằng Đạt thì đây, đây là cuốn gia phả dòng họ ba đời nhà má. Chưa bao giờ giấy bẩn chuyện nhuốc nhơ. Nếu con vẫn không muốn buông tha cho nó, vậy thì con hãy bước qua đi. Con hãy mạnh dạn bước qua đi. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Bác đại diện dòng họ nhà bác cảm ơn con nhiều lắm. Nhưng mà con ơi, bác đi đây.